Xin chào anh em đã quay trở lại với Cà Ha Com, mình là Hoàng. Và trên tay của mình đây đang có một chiếc cạc khá là đặc biệt. Và để xem cái sự đặc biệt của nó thì để mình unbox nó ra nhá. Đây là chiếc cạc Nvidia RTX 2000. Trong hộp của này thì chúng ta sẽ có đó chính là đầu tiên là chúng ta sẽ có một chiếc cạc rất nhỏ, xinh xắn và đáng yêu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái hộp chứa tất cả các phụ kiện của chiếc cạc này. Trong đó thì sẽ có bao gồm đó chính là một chiếc dây chuyển từ đầu mini DisplayPort sang DisplayPort bình thường này. Chúng ta sẽ còn có đó chính là một chiếc FE cho full size này, tức là đổi cái này từ full size nhỏ sang full size. Và còn gì nữa không? Câu trả lời thì có vẻ như là hết rồi anh em ạ. Để xem còn gì nữa không nào. Có vẻ không giật được mấy cái này ra. À đây, nói chung thêm mấy cái sách hướng dẫn sử dụng thôi. Và vẫn đi tin đi tang thế thôi anh em ạ. Và chiếc cạc này tại sao lại đặc biệt? Thì có thể nói đây là chiếc cạc nhỏ nhất có hỗ trợ Ray Tracing. Nếu mà anh em nhìn vào chiếc hộp thì anh em có thể thấy rằng cái thiết kế của hộp này nó khác rất nhiều so với cả những chiếc cạc màn hình bình thường mà anh em hay sử dụng. Bình thường sẽ có cạc nào thì logo Asus, logo Gigabyte, nhưng mà đây thì có một cái logo Nvidia to và một cái logo Litex mà thôi. Thì tại sao như thế? Đơn giản, em cạc này là em cạc Quadro anh em ạ. Vậy thì Quadro khác cái gì? GeForce thì là một chiếc cạc dành cho đối tượng như chúng ta đây này, những người chơi game và thỉnh thoảng làm việc cần sử dụng cái nhân CPU, nhân GPU để làm việc. Còn chiếc cạc Quadro thì là một chiếc cạc dành cho đối tượng mang tính doanh nghiệp hơn một chút, hoặc là những người nào làm việc một cách nghiêm túc hơn một tẹo. Họ cần những cái phần cứng riêng biệt, họ cần những phần mềm riêng biệt, và họ cần một cái thiết bị đáng tin tưởng để sử dụng có trong thời gian lâu dài. Đó, sử dụng được trong thời gian lâu dài thì bắt buộc phải mua một chiếc cạc như này. Thì tại sao như thế? Thứ nhất này, Quadro nó là dành cho những công ty đang, tức là nó là tiền để dành cho những công ty kiếm thêm tiền. Từ thiết bị này có thể đẻ ra nhiều tiền hơn nữa. Và đó là lý do sao mà đầu tư vào cả Quadro. Chiếc cả Quadro này được gọi là kiểm soát rất là kỹ càng, kỹ lưỡng bởi Nvidia. Đó lý do sao mà có chữ là Nvidia ở đây chứ không phải là logo của Asus hay Gigabyte gì cả. Và em này thì được sản xuất bởi Litex nhưng mà được kiểm soát kỹ càng bởi Nvidia anh em nhé. Để có thể tạo ra một chiếc cạc Quadro ấy thì nó sẽ có những cái thứ đặc biệt như sau. Chẳng hạn khi mà anh em mua một chiếc cạc mà anh em cần vào đút vào một cái form factor riêng, thế nên là những chiếc cạc Quadro thường sẽ có, ví dụ như là các cổng màn hình loại khác này, chẳng hạn như đây là mini DisplayPort này, những cái kích cỡ nhỏ hơn này, như đây là phiên bản low profile, hay những em cạc một fan, một slot để có thể để vào trong những cái server rack mỏng một u, hay là những cái thứ linh tinh, rất là nhiều thứ hay ho. Đồng thời thì những chiếc cạc Quadro còn có bandwidth RAM, VRAM lớn hơn này, thường có nhiều CUDA core hơn này, sử dụng ít điện hơn này và sử dụng ít nhiệt hơn. Bởi vì anh em phải hiểu rằng cái chip ở trong này này, dù nó dùng chung chip với cả 3050 và 3060, nhưng mà chiếc A2000 này lại có thế nào nhỉ? Có thể nói là những chiếc chip được pin nhất, những chiếc chip có độ cao nhất, được những chiếc gọi là người ta gọi là golden sample trong làng công nghệ đây anh em ạ. Thì với cái việc mà sử dụng cái golden sample như thế, chúng ta sẽ tiêu ít điện hơn này, chúng ta sẽ gây ra ít nhiệt hơn này, khiến cho cái việc một chiếc cạc màn hình như này không hề có một đầu tạp pin nào hết, phù hợp với cả một cái như gọi là cái môi trường sử dụng trong một những chiếc máy server. Thế, nghe đây thì có vẻ như là chiếc cạc này khá là chất và khá là đỉnh cho một cái bộ máy làm việc đúng không? Nhưng thế mà gần đây các gamer lại có một kế hoạch khác với cả chiếc cạc này đấy anh em ạ. Vì nó sử dụng chung chip với cả 3050, thế nên là nhiều người đã coi rằng đây là chiếc 3050 Ti mà Nvidia chưa từng ra mắt. Đơn giản, nó có nhiều, đây nhá, VRAM nó có thể ít hơn một chút, nhưng cái xung VRAM, cái bandwidth VRAM cao hơn, nó sử dụng 100% cái bandwidth của PCIe 4.0 này, nó có nhiều CUDA core hơn này, về cái texture mapping unit cũng nhiều hơn này, rendering output power unit gì đấy cũng nhiều hơn so với cả chiếc cạc 3050, dẫn tới nhiều người thích chiếc cạc này bởi vì nó như thế. Mỗi tội là nó đang bị giới hạn về điện, khiến cho cái xung nó bị thấp hơn một chút. Vậy thì cái câu trả lời để làm gì? Tại sao mình lại nói về điện và xung thấp hơn là để làm gì? Thì gần đây mình thấy rất là nhiều anh em thích làm cái này. Đó chính là những dân chơi mini ATX, họ đã sử dụng chiếc cạc A2000 này để chế tạo nên những cái bộ siêu siêu mini, kiểu chỉ có 5 lít hay là 4 lít rưỡi. Ví dụ như là NFC, thì mình nhớ mình từng xem NFC, họ build 1001 những chiếc máy tính với cả chiếc cạc A2000 này. Với họ bỏ hết cái đi nhá, xong họ còn shunt mod, tức là họ nối cái dây trực tiếp vào đây rồi nối vào đầu PCIe ấy, để có thể ép xung được em này lên cao hơn rất rất nhiều, tức là bồi thêm điện với em này ấy, mà tức là quá với cả cái mức của Nvidia với cả Litex họ cho phép, rồi dẫn tới cái việc mà chúng ta có thể một cái mức đang gần bằng với cả 3060, thực sự rất là ấn tượng. Ở còn nào thì custom water cooling này, hào thì làm bao nhiêu thứ, là làm block, làm bleed các thứ, rồi đút điếc các thứ và khắp mọi nơi luôn. Nói chung một chiếc cạc rất là nhỏ và đáng yêu, tạo nên được những chiếc PC đặc biệt đến như thế.
Hay là ở bên gì nhỉ, ETH Prime, anh cũng làm một cái video về một chiếc mini PC, siêu mini PC luôn, nhỏ lắm, nhỏ chỉ bằng to hơn cái hộp này một tí này, mà vẫn chơi được game thoải mái luôn. Ví dụ như MA2000 này khi mà chưa Sunset Mode vẫn đạt một mức hiệu năng khá là ổn. Chẳng hạn như là ở trong Cyberpunk Medium Full HD thì cũng được khoảng tầm 100fps. God of War ở trong 2 cũng được 100fps. Forza Horizon 5 2K ở mức 2 cũng được khoảng tầm 100fps. Modern Warfare 2 cũng được 126fps ở mức cân bằng. Nói chung ấy thì con cạc này thực sự khá là khủng, mình đánh giá khá là khủng với cái kích cỡ của nó. Nếu mà anh em hứng thú ấy thì anh có thể mua ngay. Thực sự thì để mà bảo là chơi game ấy thì mình nghĩ rằng cũng không nên lắm. Nhưng nếu mà anh em muốn làm việc thì chúng ta sẽ có mức VRAM, không phải mức VRAM cao hơn, mà là cái bandwidth VRAM cao hơn. Chúng ta sử dụng được full 100% PCIe 4.0, chúng ta sẽ có được nhiều CUDA core hơn, chúng ta sẽ có được nhiều texture mapping unit hơn, tạo nên một mức hiệu năng làm việc tốt hơn so với cả một chiếc card giá thấp. Và nó còn là một chiếc card được bảo hành cao, và nó sẽ còn có những cái gọi là, đây, nói chung là chiếc này đã được tối ưu hoàn toàn để cho công việc rồi, thế nên anh em cứ thế mà mua thôi. Còn những anh em nào mà có ý định là build bộ mini ETH với cái này ấy, hoặc là muốn nâng cấp cái của một chiếc PC all-in-one của Dell ấy, bởi vì có rất nhiều những cái PC văn phòng nó có một cái form nhỏ này, thành ra đây là chiếc card low profile mạnh nhất thế giới trong thời điểm hiện tại. Mình thực sự mình nhìn những card này mình cũng hứng thú lắm, và mình nhìn những anh em mini ETH cũng hứng thú lắm. Mình không biết rằng trong tương lai mình sẽ có thể build được một chiếc máy tính nhỏ 4 lít cầm tay với chiếc card này không. Cái đấy thì phải đợi anh em, phải đợi mình nhá. Rồi, nếu mà anh hứng thú thì có thể check cái đường link ở dưới mô tả. Còn nếu mà anh em có thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe nhá. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.